Thì cổ cũng ra một cái lời thách cưới là nếu mà anh dẫn em đi được 20 nước thì em cưới anh. Thì anh nghĩ 20 nước mà trong 2 năm thì em phải bào cỡ nào? Em định anh cưới ngựa xem hoa chưa qua đường mà. Mời các em giới thiệu về mình. Dạ, em là Trần Minh Quang. Dạ, năm nay 37 tuổi, giám đốc công ty giải trí DMC Sài Gòn, có làm thêm mảng bất động sản. Quang là một DJ rất là nổi tiếng. Dạ, thì em làm DJ khoảng được 15 năm rồi. Nhưng mà em sẽ hạn chế lại là không nhận nhiều khóa để em dành thời gian em đầu tư. Rồi, mời em. Dạ, chào chị Vân, chào anh Vin. Em là Huỳnh Phúc Thanh Nhân. Năm nay em là 31 tuổi rồi. Em làm đạo diễn, thường là những chương trình về ca nhạc, sự kiện hoặc là chương trình truyền hình. Một hồng một đỏ ở đây em đen thui à. Chị với em á bị lấn nước mà chị ở chứa đâu nhìn xuống đôi giày của thằng Quang nữa kìa. Trời ơi chết rồi. Kim Tuyến quên, không phải Kim Tuyến gay. Thì anh Thuận rất là muốn biết cái mối tình của Nhân với Quang bắt đầu như thế nào. Tụi em gặp nhau ở một cái sự kiện ngoài Hà Nội. Sau Hà Nội thì tụi em có một cái chuyến đi chơi, cũng vô tình gặp nhau ở Sa Pa vào cái đêm Noel. Dạ, có tuyết đó, thì nó hơi lãng mạn chỗ đó. Dạ. Vậy thì tuyết rơi thì sao Nhân? Lúc mà em gặp ổng á, thì thật sự là ổng không phải gu của em. Gu của em là hot boy láng mịn, rồi phải lạnh lùng. Thì anh này lúc đó em gặp ảnh là ảnh bậm trợn lắm. Đinh ốc tùm lum hết. Cái style rất là giang hồ. Mấy anh mà em thích á là phải im im, ít nói. Mắt hấp hiêm đồ. Dạ. Ngồi nhìn xong mắt hấp hiêm lâu lâu. Như Quang là cũng là thuộc ít nói mà đúng không? Từ ngày quen ảnh xong là ảnh nói hết phần em đó. Thì trên cái chuyến mà đi Sa Pa đó đó, mà em nhớ là 7 giờ sáng, đi tới 7 giờ đêm mới tới Sa Pa. Thì coi như là em ngủ suốt. Còn ảnh thì ảnh nói suốt. Thì em ngồi sau, Nhân ngồi trước. Thì em không biết làm cái cách nào để chú ý á, tại vì em cũng muốn tìm hiểu này kia. Thì nói em chỉ có cách là em chỉ nói thôi. Sau đó thì hai đứa sắp lá cà với nhau như thế nào? Người hai ta đứa... tuyết rơi lãng mạn, em sắp lá cà. Có nghĩa là đợt đó là tụi em lên đó, tụi em thấy được tuyết của Sa Pa. Trời rất là lạnh. Rồi đi ngoài đường là xe gắn máy thì phải che, mà giống như là che cái ni lông. Cái ni lông. Ngồi thì cô này cũng không có cạ nhiều, thí dụ cạ nhiều nó sẽ ấm hơn. Cái lâu lâu có cạ chút nhẹ nhẹ thôi. Rồi nhưng mà rồi sau cái đêm đó thì sao? Thì tụi em vẫn mỗi người mỗi phòng. Tụi em rất là trong trắng. Xong cái vụ Sa Pa thì về Hà Nội thì em chưa có ý gì với ảnh hết trơn á. Nhưng mà ảnh cứ vậy ảnh đi theo em hoài. Nhân ở đây ở Hà Nội mấy ngày để anh đổi vé anh ở lại với Nhân. Lúc mà mới quen là em nói em quen anh là cho vui thôi nha. Qua đường đó chứ em không có ý gì đâu. Là định quốc ngựa Di Phong đó anh. Em là... giống như qua dạy bên đường. Dạ em được cái là nó giả ngây ngô hay lắm anh. Có nghĩa khi em cưới về mới biết vợ em nó khùng như thế nào. Còn trước đó thì em nghĩ nó Em lúc nào cũng em không biết gì trơn á. Coi như từ Sa Pa là đêm hôm đó xong rồi em về Hà Nội. Đúng không? Rồi chồng em dụ em là ở mấy bữa. Rồi cái Hà Nội là đất của em mà. Trai em ở đó hơi nhiều. Cái em hẹn ra cũng hình như là cũng đủ mặt á. Bạn trai cũ á, hẹn ra gặp em. Đó gặp nguyên vàng luôn. Không có biết nhậu mà cũng ráng theo em đi ra quán nhậu. Cái tự nhiên ai cũng tưởng ổng bồ em trơn. Em dắt ra để cho ổng giạt qua một bên. Mà ai ngờ ổng thể hiện sao cái mấy ai người giạt hết. Bao lâu thì em chính thức làm chủ nhân của cái bông hoa màu đỏ kia? Thì cũng khoảng 2-3 đêm ở Hà Nội. Thì em thì về khách sạn đưa con này về. Thì em lên lấy cái ba lô của em, gửi cho trợ lý em. Mà trợ lý em thì là bóng bóng bang bang đó. Là thích em. Thì rủ em vô. Có Nhân chứ không là em qua chương trình come out luôn chứ đâu ngồi đây đâu. Thì chẳng lúc em lánh nạn thì nó là sự vô tình, em không có tính toán luôn. Nhưng em gọi điện cho thằng em đến trước mà nó lâu quá. Đợi hồi con này ngủ hồi không hay luôn. Thì cổ ngủ thì em cũng ngủ luôn, hai đứa cũng hơi ngủ cũng chả làm gì hết. Mà đêm nay ngủ. Dạ đêm đầu tiên của em rất trong sáng. Rồi đêm thứ hai. Dạ. Đêm thứ hai em vẫn ngủ ở trong căn phòng đó để lánh nạn tiếp. Dạ đúng có rồi. Có lánh nạn không? Dạ mặc dù bão đã hết nhưng mà em vẫn phải lánh nạn. Vẫn phải lánh nạn. Dạ đêm thứ hai là em được giải cứu đó chị. À là em bị giải cứu luôn hả? Dạ. Trời ơi dễ thương quá.
Em dễ dãi quá anh nha. Em định cưỡi ngựa xem hoa chưa qua đường mà. Sau đó cái tình cảm của các em nó tiến triển như thế nào? Bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ tụi em cũng mất hết 2 năm 9 tháng. Anh được biết rằng là trước khi đám cưới á, em đưa Nhân đi rất là nhiều nơi trên thế giới đúng không? Trước khi Nhân gặp em thì Nhân cũng ít đi. Tại vì bận quá, cô này cũng làm việc liên tục. Em thì thích đi du lịch, với lại em cũng coi đó là cái mà để hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau. Thì cổ cũng ra một cái lời thách cưới là nếu mà anh dẫn em đi được 20 nước thì em cưới anh. Thì anh nghĩ 20 nước mà trong 2 năm thì em phải bào cỡ nào. Rồi bây giờ là đã có em bé rồi. Dạ đúng rồi, em bé 4 tháng. Dạ. 4 tháng ở với nhau được 2 năm. 2 năm 9 tháng. Nhìn nhau vẫn còn tình tứ quá. Dạ. Vậy có anh có tật xấu gì không em Nhân? Nhiều chứ. Nhiều lắm á. Anh nói nhiều kinh khủng luôn. Vậy hả? Dạ. Em nói chị nghe là chị cứ nghĩ cái đêm đầu tiên đi là vô là phải làm gì đúng không? Như ông nói tới sáng luôn á. Là đêm thứ nhiều ông mới làm đúng không? Đêm thứ nhất là ông nói thôi. Dạ. Đó nghe đêm... là em thôi, em làm đại đi để cho ông ít nói luôn. Anh giờ anh nói vậy là đúng á. Sáng em dạo vậy? Lâu quá anh hiểu không? Bà xào luôn. Sân ngồi xào luôn rồi đi. Thôi đừng nói nữa. Xào luôn. Đúng rồi. Đó thì anh biết em là thì em hai đứa ngủ chung. Ngủ chung sáng dậy ông nói tiếp. Ông nói mà ông còn vậy nè. Em hiểu không? Rồi cứ dạy là hai người phải muốn hòa hợp với nhau thì phải sao. Cái ủa cái gì kỳ á? Ủa em đâu có định làm gì với anh đâu. Mình ném đá vào đường á. Dò đó. Nhưng mà anh cứ vậy đó, anh cứ đều em. Ông nói riết ra riết. Khỏi nói nữa, rồi làm luôn. Ông có nó sợ ngủ. Ngủ giống như cái chuyến xe mà Hà Nội Sapa đó. Ngủ. Nó mừng cho rồi chứ để ngủ. Con bé thì mê ngủ, còn thằng này thì mê nói. Nên con bé nó ông chạy ngủ. Xe, ông chở ông đi ăn. Mà ông cứ quay lại, ông nói hoài. Nửa tiếng chưa về tới nhà, ông cứ quay lại, ông nói chuyện. Có một nói nhiều nữa. Cái này em nghĩ là nên chia sẻ, có nghĩa là hai cái kỹ năng mà rất cần cho người những người phụ nữ và những người đàn ông luôn, đó là kỹ năng lắng nghe và kỹ năng động viên. Có nghĩa là qua cái chuyện của em á thì em mới thấy được Nhân là người rất kiên nhẫn để nghe em, trong khi đó em không tìm được ai nghe em. Không tìm được ai nghe em. Và cô này rất hay khen anh giỏi quá, anh đẹp trai quá, tại mê đó, anh to quá, anh khỏe quá, ngày nào cũng khen. Dạ thì bà cứ khen suốt vậy, tự nhiên người mình lúc nào nó cũng hưng phấn, không có xâm nhung bộ thận mình cũng khỏe như thường. Đôi lúc đàn ông thì trong nhà họ không được khen nhiều và họ không được lắng nghe nhiều thì họ mới ra ngoài họ tìm người lắng nghe. Cái ở ngoài mấy cô đó thì chẳng hạn như là cứ khen thôi, anh là số 1. Anh là rất là dai, anh là rất là dẻo kiểu vậy thì ai khen mình thích người đó. Còn về nhà mà vợ tầm bầy bèo quá kiểu mà cứ chê nhìn mặt anh hiểu cái gì nó cũng vậy, giống như vợ nấu cơm thì chồng cũng phải khen. Chứ không khen thì nhiều khi người ta không biết đâu, làm xong cũng chả được công nhận được để làm gì. Ra cái đó nó là doping trong tình yêu đó. Ủa rồi sao rồi cuối cùng là có một tật xấu nó nhiều thôi, còn không gì còn cái tật xấu nào nữa à? Ảnh rất là mê điện thoại. Không phải là mê điện thoại mà là mê công việc. Khi mà em làm việc thì em có một cái sự tập trung kinh khủng. Có nghĩa là ai nói gì cũng nghe, làm gì cũng nghe. Nhiều khi điện thoại gần hết pin luôn em cũng không biết. Từ 6 giờ sáng là anh có thể dậy. Và cái thứ đầu tiên anh ra tới là cái điện thoại. Xong rồi là anh sẽ như dậy suốt ngày cho tới khuya mà 10 giờ. Ok, rồi xong việc là lục lúc ngủ. Nào sợ tới giờ. Hỏi những cái chuyện ngộ quá, chuyện kệ người ta đi. Trời ơi, tôi cầm điện thoại hoài. Sau 10 giờ đó. Không có, sao 10 giờ là lắng ngủ rồi. 10 giờ là lắng ngủ rồi. Em ngồi kết bên cạnh ảnh. Em kể một câu chuyện. Hoặc là em thấy một cái hình gì vui vui em cần chia sẻ. Anh ơi coi nè, cái ổng cứ về ở trong điện thoại của ổng không ngó qua. Khoảng 5 phút sau ổng chợt nhớ ra là hình như là em mới kêu ổng. Thì ổng quay qua, à, nãy em kêu anh gì vậy? Mất hứng, còn gì nữa. Bình thường thì ảnh sẽ làm về nhạc cho các chương trình. Thì sẽ cũng cộng tác với nhiều đạo diễn. Còn em mà ngồi làm với ổng là chỉ có khóc thôi. Chị... lý do là ổng không phải tại vì bà trả lương thấp quá anh. Ổng trả luôn á, ngoài trả lương em cao hơn, bên này em làm anh đâu được tính lương đâu, nó phải khó chịu chứ gì. Mà lý do tại sao em phải khóc? Vừa không nghe lời vừa phản bác nữa. Dạ em thì chỉnh chu nên em không làm gì qua loa được hết. Nếu mà đủ 10 gạch đầu dòng yêu cầu thì em bắt đầu mới tìm ra đáp án.
Còn nếu mà chỉ có hai gạch đầu dòng thì em không làm. Rồi còn gì nữa Nhân? Đó, hết rồi anh. Còn thằng Sáu nữa không? Tao đang hỏi Nhân mà. Tự chận lại Thảo Quang. Hết rồi. Chưa tới em đâu nghe. Chút nữa sẽ tới phần em. Từ lúc em có em bé đó thì nó sẽ có những cái chuyện rất là nhỏ. Nhưng mà cảm giác giống như là ổng ham chơi á, mình không nói cái là ổng không có để ý. Thí dụ như là mỗi ngày đúng 6 giờ sáng là sẽ bưng con xuống cho bà nội. Thì cái chuyện đó nó chỉ có 3 bước thôi. Bưng con, mở tủ lạnh ra, lấy bình sữa cho bưng xuống cho bà nội. Ngày nào cũng phải hỏi em là bình sữa để đâu em. Trong khi bình sữa thì lúc nào cũng nằm trong tủ lạnh. Em nhớ cái lần đó là cái chuyện mà hút sữa ra và để dành cho con đó, thì thật sự đó là rất là quý sữa. Thì em mệt quá em mới nói là anh ơi anh nhớ đem sữa xuống bỏ tủ lạnh. Ok, 4 tiếng em thức dậy, bình sữa còn ở ngoài, hư mất tiêu. Trời em giận kinh khủng luôn, em giận điên luôn á. Có nghĩa là coi như là hay lơ là. Rồi anh hết anh chưa? Được hỏi nữa, anh được hỏi nữa. Tính quan nè em. Tính em không muốn kể xấu cho vợ em. Ok, em để anh. Rồi, em để anh, ok em sẽ nói. Tính cô này thì cô chỉ thích chơi game. Đó cũng là cái máy điện thoại. Thật sự cái thời gian cầm điện thoại ít hơn cổ. Bà chỉ thấy được em cầm điện thoại chứ bà không thấy được bà cầm điện thoại. Rồi còn gì nữa? Cô này cũng tham việc. Tham việc cực kỳ. Tham công tiếc việc. Là làm đến cái ngày mà đi đẻ cũng còn làm. Có bầu còn có khoảng 5 ngày đẻ vẫn làm việc được. Bực phải tham lên, bên kia làm bên này điều khiển, làm việc từ sáng đến tối mà xong việc á là bắt đầu đi bệnh viện 3 ngày nằm coi như nhấc cái lưng lên không nổi. Ai cũng ham công tiếc việc hết, đúng không nào? Thì anh thấy mình làm nhiều thì mình phải xả stress bằng chơi game đúng không anh? Có lần đó em với ảnh đang ở Tây Ban Nha đang đi chơi, cái em chơi game, cái ổng kêu là em dẹp game đi, hai đứa mình đi ra ngoài còn có mạng nữa để chơi xong rồi đi. Ổng hỏi em vậy nè, bây giờ em chọn anh hay là em chọn game? Chị biết trả lời sao không? Em chọn game. Trả lời luôn, đóng cửa đi ra ngoài luôn, không biết làm gì luôn. Cái chuyện mà điện thoại đó không phải là chỉ có vợ chồng em đâu, gần như bây giờ là vấn nạn của tất cả các gia đình luôn á. Chia sẻ luôn, có nghĩa là mình mở mắt ra một cái đầu tiên á mình nghĩ để tới. Tâm tới phải là cái điện thoại trước. Ngộ vậy đó, là cái tay nó gần như là một quán tính luôn rồi, là cái tay cầm cái điện thoại. Mà chị cũng vậy, mà ông xã chị cũng vậy luôn. Chị đi làm này nè, chị còn bỏ đi được nha chị, nhưng mà với ông này là không luôn. Trong chương trình nè, ngơi ra một cái thôi là Bin phải cầm cái điện thoại liền. Đó, ông này cái liều lượng của ông còn dễ sợ hơn chị nữa. Nếu mà mình nói để mà mình thay đổi cái tập quán đó, cái thói quen đó đó, thì nó rất là khó. Chị mới nhớ lại là bây giờ con nhỏ gái của chị luôn, mới đây thôi là lúc nào nó phải cần đến chị. Nhưng mà gần như là bây giờ khi nó lớn lên, bắt đầu nó biết sử dụng điện thoại rồi, là có những lúc bên mình nó quên mình. Nó quên mình chỉ đến khi nào nó bệnh hay khi nào mà bắt đầu nó ngủ á, thì lúc đó nó mới mẹ ơi nó cần đến mình. Rất là kinh khủng, rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm luôn. Thành ra là mình cũng chỉ biết chia sẻ với nhau thôi, chứ mình cũng khuyên được. Tại vì mình cũng vậy, mình khuyên ai. Bây giờ sống trong cái thời đại công nghệ này, mình không thể lạc hậu được. Mình phải tiếp cận với tất cả những cái thay đổi, những cái tiến bộ của mọi việc xung quanh bằng cái smartphone đó của mình. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, mình cũng phải tự biết tiết chế. Chúc cho Quang và Nhân hạnh phúc nha. Rồi.